anh cũng thấy ít ít khi nào em chia sẻ về tình yêu dữ lắm. Nhưng mà có viết những bài về tình yêu thì rất nhiều nha. Dạ. Nhiều nhưng mà trách lắm, hờn dỗi đồ dữ lắm. Thấy có vẻ như là muốn làm bạn đi, kết cục muốn làm bạn không? Con giữ mất đường tìm đồ đó rồi có ai thương em như anh đồ đó. Đó trách người ta sao vậy em? Thực ra em không biết nữa, có nghĩa là em là một cái tiếp người viết nhạc theo cảm hứng rất nhiều. Có nghĩa là khi em mà em gặp một cái tình huống gì đó em cũng có thể cảm hứng để em viết nhạc. Hoặc là một cái gì đó mà nó gây cho mình cái ấn tượng là mình ngồi mình có thể tưởng tượng được một cái câu chuyện thật dài. Phát liền ha. Sau này mình sẽ viết ra nó. Giỏi quá. Dạ. Yeah. Không phải ai cũng làm được đâu. Yeah. Đúng không? Nhưng mà thật sự anh hỏi là yêu nhiều chưa? Yêu à? Em nghĩ là cũng đối với em là nhiều rồi đó. Nhiều. Có bao giờ yêu đơn phương mà chỉ một mình yêu họ thôi mà họ không có biết cái tình yêu của mình không? Chỉ một mình thì em thấy chưa. Nhưng mà nhưng mà mình thổ lộ thì mình không được như ý lắm, không được như ý lắm à, ừ. Thì có nghĩa là đơn phương theo kiểu là người ta biết luôn. Yeah. Chứ không phải là một mỗi mình biết. Hèn à. Gì đây, có phải là lý do mà em viết cái bài anh không theo đuổi em nữa không? Đúng không, đúng không, tỏ tình với người ta rồi người ta chối từ mình là biết bài này phải không? Quê em quê sạn. Bài này là một bài hát mà em không nhớ rõ, là tại vì em viết nhiều cho nên em không nhớ rõ kỹ là bài này em viết cho em hay là em viết cho một cái đối tượng khác. Ừ. Nhưng mà em nhớ một cái câu chuyện đó là em mang một cái món quà cho bạn kia, nhưng mà tới đó thì mới nhận ra là gặp một cái tình huống là bạn trao một cái món quà khác cho cái người bạn thích. À. Có nghĩa là mình đi tỏ tình nhưng mà thực ra mình vừa tới thì lúc đó là bạn đang tỏ tình với một người khác. Rồi hiểu. Thì đấy hiểu. Cái đối tượng của mình là đi tỏ tình. Thì lúc đó nằm trong cái cảm hứng của em, xong đó là bắt đầu em viết lên ca khúc không theo đuổi em nữa. Nhưng mà bài đó hay nha. Hay chứ. Đó hay. Yeah. Giai điệu rất là bắt tai luôn. Yeah. Mà đó là mình sẽ phải hát hoài, hát đi hát lại hoài câu đó. Thế thì bây giờ ngày hôm nay anh rất là muốn em trình bày bài hát này. Yeah. Để giúp cho cái người mà em tặng món quà đó đó phải biết sáng được. Mắt. Yeah. Okay. Được không? Ok, dạ. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiếp chưa đi chờ chi vào lúc 21:20 thứ tư. Giai điệu thanh xuân vào lúc 21:20 thứ năm. Ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19:30 chủ nhật.